Thưa quý vị, ngày 2 tháng 2, lễ khai hội Tây Yên Tử, một hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 đã được tổ chức ở huyện Sơn Động. Dự khai hội có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề Linh thiêng Tây Yên Tử đã được diễn ra nhằm tiếp nối phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, từ đó tuyên truyền và quảng bá những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Điểm nhấn của lễ khai hội là chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, dàn dựng theo hình thức sử thi, gồm 4 chương là Vùng đất linh thiêng, Đánh giặc xâm lăng, Tiếng gọi non thiêng và Sáng mãi muôn đời. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc biệt là lễ rước mộc bản cư trần lạc đạo phú, lễ hội Tây Yên Tử 2023 đã thu hút khoảng 50.000 du khách đến ngay trong ngày đầu khai hội. Và lễ rước bộ mộc bản cư trần lạc đạo phú cũng đã được công nhận xác lập kỷ lục có quy mô lớn nhất Việt Nam. Là một trong những tín ngưỡng văn hóa đặc biệt, là thói quen sinh hoạt văn hóa tâm linh từ bao đời nay của người dân đất Thành Nam nói riêng và du khách thập phương nói chung, nhưng ấn đền Trần vẫn chưa thực sự được hiểu đúng và đủ giá trị vốn có. Theo các nhà nghiên cứu, lễ khai ấn đền Trần được thực hiện từ năm thế kỷ 13 sau khi đánh thắng giặc Nguyên Mông. Ngày 14 tháng Giêng, vua Trần Thái Tông mở tiệc chiêu đãi tại Phủ Thiên Trường và phong chức tước cho những người có công chống giặc ngoại xâm, từ đó trở thành tập tục. Ngày nay, lễ khai ấn đền Trần là sự hồi ảnh của tập tục cổ xưa, có ý nghĩa cầu mong cho quốc thái dân an, thái bình thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc để bước sang năm mới mạnh khỏe, lao động, sản xuất tốt. Đây là nơi thờ Đức Thánh Trần Đại Vương và là nơi lưu giữ chiếc ấn dùng để khai ấn tại đền Trần vào đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng hàng năm tại đền Trần Nam Định. Và đứng cạnh tôi bây giờ là ông Nguyễn Đức Bình, trưởng ban quản lý khu di tích đền Trần Nam Định. Thưa ông có thể cho biết nghi lễ xin ấn và rước ấn để làm cái lễ khai ấn vào đêm 14 rạng sáng ngày 15 tại đền Trần như thế nào? Dạ vâng. Hàng năm nghi thức lễ xin rước ấn tại đền Cố Trạch, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định là một nghi lễ cổ được các cụ cao niên hương thôn Tước Mặc thực hiện, và đây là nơi lưu giữ chiếc ấn cổ đó. Trước mỗi đêm thực hiện nghi lễ khai ấn thì các cụ có xin Đức Thánh Đại Vương xin được rước ấn sang đền Thiên Trường, nơi thờ tự bài vị 14 đức vua, để thực hiện nghi lễ trang trọng hết sức tâm linh là nghi lễ khai ấn. Cung này là cung diễn ra lễ khai ấn vào thờ Tý ngày rằm tháng Giêng. Sau khi thực hiện nghi lễ khai ấn xong thì đúng 5 giờ sáng ngày rằm tháng Giêng, những cái ấn được phát cho bách gia trăm họ để mong một năm làm việc được hanh thông mọi mặt. Cũng theo cụ Chiến, mặc dù đã tồn tại từ lâu đời nhưng ý nghĩa thực sự của ấn đền Trần vẫn chưa được hiểu đúng. Trên ấn đền Trần khắc 4 chữ Trần Triều Tự Điển, có nghĩa là điển lễ tế tự ở miếu nhà Trần. Còn cạnh dưới của ấn khắc 4 chữ Tích Phúc Vô Cương, với ý nghĩa giáo dục thế hệ sau phải biết giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích phúc thật tốt. Vì vậy, khai ấn chỉ là để thực hành một nghi lễ, một tín ngưỡng. Nhân dân người ta cứ thường thần thánh hóa lên, người ta cho là phải được cái dấu ấn đấy là buôn may vắn đáp này, thăng quan tiến chức này. Chứ thực ra đây nó chỉ là cái tín ngưỡng mà đã trải qua bao nhiêu triều đại, mà từ thời Trần đến nay nó cả hơn 700 năm rồi. Có thể nói đây là một cái ấn tín ngưỡng. Thế và cái nghi thức khai ấn được thực hiện rất là trang trọng trong cái không gian thờ vua, thì đây là một cái hình thức mà mô phỏng về công việc của triều chính. Các cái thế hệ sau, nhất là quê hương, cố hương nhà Trần là Tức Mặc, thì các cụ thực hiện cái nghi lễ này để tưởng nhớ về cái triều đại Trần. Khai ấn và phát ấn đền Trần là một tập tục văn hóa mang tính nhân văn để nhà vua tế lễ trời, đất, tiên tổ, thể hiện lòng thành kính, biết ơn non sông, cha ông. Và việc duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy chính là góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất chống ngoại xâm, tâm thức uống nước nhớ nguồn của mỗi người Việt Nam.